Rồi cho bà Phi chào lại tất cả các anh em nha. Hôm nay buổi chiều mình có làm một con gà các bạn. Con gà này kêu bằng món món gì bảo gà Gà hấp. úp nồi. Gà úp nồi các bạn. Đây buổi chiều đồng quê Gà các nấu bạn. nấu không? Dạ có không? Dạ Đâu cùng chưa? Gà chưa? Gà đâu chưa có mày? Đốt gà đây. Rồi cũng là thành viên Bảo Nguyễn nha bạn. Bảo Nguyễn Quá chào quá rồi. quen rồi, quá quen rồi. Đây là thành viên Trí Trí Nguyễn, chào các bạn coi. Các bạn nha. Đó, có ba anh em buổi chiều nha các bạn. Buổi chiều mướn cái vườn thanh long, miếng miếng đất này là mướn 5 năm triệu để làm cái con gà các bạn. Đây là buổi chiều đồng quê các bạn. Cái vườn thanh long là kế bên. Dạ. Có gà luôn hả? Dạ. Có bãi thắt trống mà các bạn. Đó, giờ Bảo chuẩn bị khai thác tiềm năng. Vậy đo chưa ấy, chắc rồi. Dạ Bảo sẽ ấy cái lỗ đựng đường gà xuống đất các bạn mới ấp cái nồi lên. Hai lỗ ngoài nồi. Nay chơi lớn bữa nha các bạn. Được rồi. Ok ạ. À. Rồi. Rồi được rồi. Chứ không đất đất sình à. Tấn tấn vô vào cái không vô khối thôi. Nó móc sình tét trong vòng dưới. Ờ vậy hốt miếng đất sình á. Tại hai đang cầm máy quay chứ không cầm máy quay phụ bởi vậy thế này. Này các bạn giờ lấy gạch tấn lên là đây đất sình các bạn. Ấy đất sình tấn cho vòng vòng ở dưới cái không có cho cái độ hở đựng khối nó không có vô các bạn ăn cho nó không hơi khói. Chứ nếu mà mình làm có độ hở khối nó vô thì ăn hồi khói nó không được ngon cái vị gà nha các bạn. Miếng nào đủ rồi chị ơi? Đủ luôn rồi. Rồi đủ rồi ạ. Gieo gì? Đó. Ừ. Thì đốt vòng vòng là giờ có con cá. Trời ơi, ăn biết bao nhiêu con gà rồi mà ăn biết hả? Nó chín nó khét luôn á. Nãy qua đó trời chú giờ lát nó khét nữa. Không có nồi đâu, đâu có gì đâu. Đang nấu cái nồi nước thôi. Rồi. Thôi được ạ. Rửa tay đi tí rồi. Rồi chuẩn bị nổi lửa lên em. Ê. Đang làm đây có quay không? Hả? Có từ nãy giờ đang quay mờ. Ừ. Nổi lửa lên em. Rồi giờ chuẩn bị chặt củi đồ tấn vòng vòng đó các bạn. Còn đây là ông bác. Ông bác này chuẩn bị nhóm lửa lên. Buổi chiều nay ở cũng gần sát cái đường xuống đồng các bạn. Cũng có nhiều người qua lại cũng đông vui các bạn. Đó. Ông bác này là thời chiến tranh ổng cái tay ổng bị tật các bạn. Bị mìn nổ mà bác này là có tật mà có tài các bạn. Bữa nào mình sẽ làm cái video là một bác này tay cắt cỏ. Mình nổ thời chiến tranh. Rồi lửa cháy các bạn ơi. Rồi bỏ củi vô. Rồi ông táo múc mình chín rồi. Chắc đó. Vô đây hả? Sao nó vô đây? Đi. Ê ê. Táo múc mình chín không? Tốt kích kì. Vô nó vô. Hả mười. Ông nói ông vô đó mà. Rồi lửa bây giờ cũng đã cháy lên rất là lớn nha các bạn. Nổi lửa lên rồi các bạn. Giờ trong 2 phút chờ đợi nha. Các bạn hãy ráng xem hết clip mới hấp dẫn, cảm thấy hấp dẫn nha các bạn. Ủng hộ mình mà coi hết video của mình cảm chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Giờ các bạn hãy chờ đợi trong giây lát nữa nha. Lấy xô làm gì ạ?
Thời tiết này cũng nóng nực các bạn, giờ này là cũng 4 năm giờ chiều các bạn. Tại phải ở trần chịu mới nổi chứ mặc áo là không được. Các anh chị em coi không mặc áo cũng thông cảm giùm nha. Rồi các bạn, giờ than nó cũng đã từ nãy giờ cũng cả 15-20 phút, các bạn không biết giờ chín chưa nè. Giờ không biết sao nè. Đó, giờ than nãy nguyên đóng cửa nè, giờ cháy rụi đó. Giờ đang có bác Ba với Trí Bảo đang ngồi chờ cháp cháp. Buổi chiều đồng quê cũng vui. Kế bên có nhà yến nữa các bạn. Đây nè, quay nhà yến cho các bạn coi nè. Đây là cái mô hình nhà yến các bạn. Đó, cái nhà yến cái này bằng thiết các bạn. Đây là có được nhà yến. Rồi giờ cũng than nó cũng đã tàn đó nha các bạn. Giờ khui ra thử các bạn, nói chung là hên xui các bạn. Tại lần đầu tiên mình cũng làm món gà hấp nồi nên mình không biết kết quả như thế nào các bạn, hy vọng là kết quả tốt đẹp. Ừ, lấy mấy cục gạch xuống trước rồi Bảo. Giờ dọn mấy cái bụi ra trước, quét nó để nó dính bụi hết. Chuẩn bị khui hàng các bạn. Không biết nó như thế nào đây. Khui hàng 1 2 1 2 3 chín đồng, chín đồng. Này các bạn. Phan để dập tấm hình nha. Gà có téo đồng hoàng với bộ. Kiểu của mày. Rồi. Rồi đem qua. Giờ lấy gì theo lấy gì đâu mừng. Rồi, à, di chuyển qua bên cái căn còi là lý tưởng các bạn. Hồi nãy là quên lấy dao chọt vô thử rồi. Còn máu không? Cái này nó nữa. Sao muốn khô chứ đâu. Bây giờ lật 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 lại gà cái nữa. Chín rồi, trở lại đi. Chín mà chưa khô. Chưa khô. Lật lại. Lật lại. Lật lại. Không? Rồi ấp vô làm chín cái nữa đi. Ủa, nước nó mới ngon. Ủa, quá cái nước đã. Nè, chín ra rồi. Không mà chín rồi còn không? Kệ 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 đi. Sao? Dứt đi. Dứt đi. Không mà thấy thịt vậy mà nó chín rồi. Chín rồi, tại thịt gà nó dai. Được rồi. Đó. Không chín rồi, đúng rồi. Chín chín rồi, tại mấy đó nó không còn máu mà. Rồi ok các bạn ơi, thành công các bạn ơi. Đó. Cái dĩa nó đã nha. Trong vòng 15 phút cái dĩa nó húp mới ngon ha. Hồi húp cái dĩa đó xong đi về à. Xếp gà. Cái gan còn máu không bay. Tại vì vàng quá. Tại vàng. Vàng quá. Không chín à. Nó chỉ còn ngậm ẩm như này, nói chung là nó lẹ hơn như gà luộc mà nó vẫn còn cái xương của còn mấy cái tỷ máu đổ đống. Chín rồi. Cắt ra vậy là ok. Quá đã các bạn ơi. Canh đây tí. Đi. Rồi nặng nha, nặng canh đi rồi ăn đi review cho camera ăn sao. Để
Rồi mà bắt ba review cái đó tim hả gì bắt ba? Tim. Bắt ba ăn thử coi mùa vị như thế này thế nào. Ngon không bà? Cảm giác ngon không? Ngọt hay là có hả? Có không có mùi vị, mùi vị là sao nó ngon ngon ta tả sướng sướng rồi. Thì nó ngọt. Tại mùi vị. Ý nói là không có ra nước thì không có. Không ra nước luôn. Thịt nó ngọt. Thì chấm vô với muối ớt thì nó ngon rồi. Thì còn nước. Ồ dây dòng rộng luôn kìa. Tí đi review đi. Cái đầu nó vậy là chín. Tí bảo review cái review đi. Camera lúc nào cũng phải ăn sao. Chín rồi nhưng mà con cá mình thấy nó chưa được vàng. Đó. Nửa con chắc đi. À dây dòng rộng luôn nè. Nè cái da đúng nghe bong nha. Ấy à, chút cắt cho cha miếng với mẹ. Ủa mẹ không ăn gà. Sợ. Bà ăn hết vàng nó được. Chứ thôi tím luộc rồi sao? Ờ, cùng dạ, luộc ở trong nồi. Không cái đùi này tính này giống như mà mình nấu cháo nó cũng vậy chứ chín rồi nó. Mà luộc ở trong nồi mà tao thấy chín tao ăn chứ vậy tao không ăn. Để trong tư mới đi. Tao là kén vụ về dữ lắm. Giòn không? Quá giòn. Cái da nó hả? Chấm mà chấm được. Tao ít ăn này lắm. Thôi, con đi mày đã. Rồi. Thấy camera thấy bác với Bảo Trí ăn mà thèm quá. Mà kệ camera ra từ từ ăn sao cũng được có đâu. Cái da quất mẹ. Tí ăn da không hả Trí? Được có, biết sao cái đó nó giòn quá, nó giòn hơn heo rồi. Tí ăn da không hả? Mà vậy ăn da không đi thịt để con Bảo ăn. Nhất đây, nhất đây. Còn nữa con nha. Đi vào mới quên. Chúng tôi làm chưa? Không, không ăn. Thì sao đã không ạ? Xác. Vậy mà luộc trong nồi chín vớt ra. Gà. Cái lá gì vậy? Mà tắt. Hả? Ờ, gà nó mua về nó bằng nó nướng ăn đó. Mình bật đi lại thấy miếng gà. Nè lấy cái này đi. Bỏ bóp tay mẹ. Lá gì chứ không vậy? Bây giờ tắt. Thơm gà thôi nó tắt. Thơm bán mùi gà. Nó tắt ở đâu? Cây đắt mình đó. Đó các bạn ơi. Gà nó vàng vàng vậy nè các bạn. Vàng, vàng. Nó cái da nó giòn giòn mà vàng vàng nó không có khét nó này nó ngon hơn quay các bạn hơn nướng mà nướng mà muối ớt nữa các bạn bị chăn luộc nóng mà lên họ thì mà anh em nha để khoa không còn sống nữa để đây còn cái nào như nướng vậy thì nó nguyên chất nó không có ra nước rồi cho nên thịt gà nó ngọt à, đúng không đúng không nó ngọt cũng ngọt mà ngọt thiệt á ngọt ơi là ngọt á hồi nước mà ngọt rồi chấm vô muối ớt nữa cái nó cái vị là ngon mà cái da nó không giống như nấu cháo da bả này nó giòn mới giòn thì đã nướng mà nó khô quá mà tí nè món này được à lần đầu tiên em thưởng thức món gà hấp nồi ốc nồi ốc. Ngon các bạn ơi. Thêm tí nữa, khoảng 5 phút hồi nữa là ngon lắm á. Đúng rồi, nói. Ờ, luôn á. 5 phút nữa. 5 phút nữa. Thiếu kinh nghiệm mất nướng nữa. Nãy nướng không canh giờ. 20 phút chứ 25 phút. Ờ. Không, nửa không thì nửa tiếng cũng được. Nửa tiếng đi. Nửa tiếng khô gà. Nãy canh giờ đó. Nãy canh giờ mà mốt mình làm. Nửa tiếng mà nửa tiếng thang vừa nha, đừng có áp quá nha. Đúng rồi, áp quá đâu cũng ngon. Nó phải cắt. Các bạn ơi, à, có miếng chấm miếng muối, có miếng lá tắc đó các bạn. Lá chanh. Còn quay đuôi không? Ừ, còn lắm. À, ăn lắm. Ăn, ta coi. Giờ ta thèm chơi, ta thèm ta mới coi nữa. Vậy bớt ấp lên này qua đây coi. Mặc trở thành lên coi. Mong ấp lên qua mã đường đưa lên rồi.
Con gà đó bà. Chú trồng cản đường sao với lại gì? Anh trời nhưng mà cắt tích. Ai thảm dọn vậy? Đúng chú vậy. Cái chú tôi với ông. Nướng mà vậy hả? Nướng những nồi vậy ăn hả? Úp nồi. Úp nồi xuống hả? Úp nồi hả? Úp nồi xuống hả? Nó nướng ngoài. Ăn cái này là khỏi rồi dọn chén bát vậy. Chỉ ngon cái nồi rồi mà. Mà chú một chút xong rồi quơ dọc. Chê thịt cắn mắt. Lúc cháu cũng vậy gì. Ờ, nhưng mà nấu cháu ăn mà vậy là không ăn. Chị ăn quá vậy. Thôi dịch tắt. Ừ, dịch tắt. Như vậy. Cái máy. Như tí. Chứ ai mua không biết. Còn. Mua đâu mà cần, cái lính tiện đâu mà hỏi nè. Sao như không, anh ta mua mà ta cũng hỏi nhiều tí nữa. Quay tích động máu không? Có bầm. Bây giờ mày nấu cháo rồi thì nó cũng còn nằm trong. Này cái này nó ngon nè. Cùng á thơm thơm là ấy ngon ta. Nó chanh nó hầm. Nãy rồi nó đâm đâm cái nữa ra nước ngon rồi. Tao phủ qua đây phủ quay nữa. Dính hết. Lấy gì nhé? Đang ăn đang vui chưa? Trời ơi. Lên lên vô bóp gần bằng tay. Ừ. Bóp lên trời. Ăn cái tép hết không? Rồi giờ con gà cũng còn hết các bạn. Đã đây. Đó giờ còn có nửa con này để dành cho cha ăn các bạn. Giờ gà ăn cũng hết rồi. Để cho ổng nửa con. Để ăn, cứ ăn hết nổi rồi. Không nổi. Rồi giờ nhiều. Sẽ hơi được tối lên giúp tiếp. Giờ cũng chào tạm biệt hết tất cả các bạn nha. Nếu mà các bạn coi video của bà Phi thấy hay like và share và đăng ký ủng hộ nha các bạn. 1000 người đăng ký là like subscribe. Sẽ có gì ta? Leo quá trời lấy cái gì. Còn 12 đã được cắt sub rồi. 12 người đã. Lần sau chủ nhật sau quay tao nha. Rồi chủ nhật sau muốn ba làm gì? Rồi, Bảo Nguyễn, Trí Nguyễn chào các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn nha.